Tôi tên Nguyễn Tuấn Anh, năm nay 35 tuổi. Tôi bắt đầu công việc điện cao cơ khí này thời gian là được 3 năm. Lúc đó là mình đang rẽ ngang từ một công việc mà trang trí và độ xe để chuyển qua một cái lĩnh vực khác là điện cao cơ khí. Thì cái đối với lý do để mình chuyển qua công việc này đó là thời nhỏ mình đã đam mê rất là những cái món đồ chơi độc lạ và sáng tạo. Và sau này mình cũng đam mê cái lĩnh vực thêm về cơ khí nữa, thì đó là sự kết hợp để mình tạo nên những cái bước tiên phong trong cái lĩnh vực điện cơ khí này. Cái món đồ cơ khí mà đầu tiên mình tạo ra đó là một cái đồng hồ nhỏ mà đơn giản thôi. Đối với mình thì bây giờ rất là đơn giản, nhưng mà lúc mà khởi nghiệp á, với một cái những cái món độc lạ đó mà tay nghề chưa đủ, công cụ máy móc cũng chưa đủ, thì đó là cả một vấn đề mà mình làm mình thấy rất là khó khăn. Và cái món đồ đó tuy là rất đơn giản nhưng mà mình rất yêu thích. Và may mắn là đến tay khách hàng đầu tiên thì anh khách đó cũng rất là yêu thích cái món đồ đó. Và những cái nguyên vật liệu để mình tạo nên những sản phẩm decor cơ khí này là những sản phẩm đến từ linh kiện của xe máy nè, phụ tùng xe máy, ô tô, máy cắt cỏ, kể cả tàu thủy và những cái máy móc mà nguyên vật cơ khí cả. Còn về vấn đề cũ mới của nó thì linh kiện cũ thì nó chiếm tầm 70% và những cái linh kiện mới tầm 30%. Cái nguyên vật liệu này thì do mình mua ở rất là nhiều đầu mối, chẳng hạn như những cái bãi rã lắp xe, rồi những cái linh kiện mới ở những cái chợ đồ chơi xe rất là nhiều. Và đối với mỗi sản phẩm về decor cơ khí thì những cái công đoạn của nó cũng khá là nhiều. Đầu tiên các bạn phải mua được nguồn nguyên vật liệu, sau đó mình phải về vệ sinh lại, tại vì những nguyên vật liệu ban đầu rất là mất vệ sinh và nó rất là dính nhiều dầu, dầu nhớt cũng như đất cát. Mình phải vệ sinh cho nó sạch đẹp, sau đó mình về mình sẽ lên một cái ý tưởng từ khách hàng hoặc là do chính mình đó, mình lên một cái bản phác thảo. Có thể đơn giản thì mình lên bản phác thảo cho trên giấy thôi, còn nếu những sản phẩm mà phức tạp thì mình có thể mua bỏng trên máy tính trước. Sau đó mình bắt đầu mình lên cái khung 3D và mình ráp linh kiện vào. Sau đó để một hoàn thành sản phẩm thì mình phải có những bước sơn hoặc là đấu điện gì đó để cho tùy vào nhu cầu của cái sản phẩm đó. Cái bước cuối cùng là mình phải cho chạy test tầm 2-3 ngày để sản phẩm ổn định. Và những cái sản phẩm mà bên mình được yêu cầu nhiều nhất bây giờ vẫn là những mẫu đồng hồ. Mô phỏng lại kết cấu của những cái bộ máy đồng hồ cơ đeo tay. Và ngoài ra những cái mặt hàng như đồng hồ thì mình có custom theo những cái mặt hàng như yêu cầu như của khách, là làm những cái mô hình động vật như là tắc kè, con muỗi. Và cách đây không lâu thì mình mới làm một cái mô hình máy bay trực thăng cho một cái quán bar nữa. Đa số là khách hàng có yêu cầu thì mình sẽ làm. Giá thành của mỗi sản phẩm thì nó khác nhau, nó dao động từ 1 triệu trở lên. Món đồ khủng nhất đến nay thì mình chọn đang trong quá trình làm đó là một cái đồng hồ cao tầm 4m, giá trị nó tầm khoảng 400 triệu. Những khách hàng đến với mình đa số là những khách hàng trong độ tuổi từ 25 trở lên, khoảng tầm 45. Những khách hàng này là bây giờ cũng đã có những khách hàng về nữ giới rồi, nhưng mà đa số là những bạn có cái cá tính cũng khá mạnh và thích sưu tầm những cái món đồ chơi độc lạ. Và đối với công việc mà mình tái chế thì những cái linh kiện cũ mà ra những cái sản phẩm mà nó có giá trị như vậy thì đó là một điều rất là đáng vui mừng. Thì mình đang cố gắng để mình tạo ra những sản phẩm tốt nhiều hơn và tạo ra một cái cộng đồng đề co cơ khí này để có thể học hỏi lẫn nhau. Và sắp tới mục tiêu của IBM Shop là sẽ tạo ra một cái showroom để có thể trưng bày được những sản phẩm để coi cơ khí như vậy. Lúc đó thì mọi người sẽ đến tiếp cận nó dễ hơn, có thể tận tay và nhìn với cách thoải mái và mình tiếp cận được với nhiều người hơn. Cái đó là mục tiêu thứ nhất. Cái mục tiêu thứ hai là mình đang làm những cái sản phẩm có, nó có kích thước khá khổng lồ và tích hợp thêm những cái chuyển động ở trong đó nữa.